tập 1. Thời đại thái cổ, quả thần Trúc Dung lấy phượng làm đàn, đã nhờ nữ hoa ban xuống linh khí, đặt tên là Thái tử Trường Cầm, xem như con trai của quả thần. Thái tử Trường Cầm ôn hòa điềm đạm, rất thích tấu nhạc ở chốn giao sơn, vì vậy kết giao bằng hữu với Thủy Xà Kiên Du. Kiên Du hứa với Trường Cầm, sau này luyện thành địa chi ứng long có thể thông thiên, để có Trường Cầm ngồi bên cạnh Long Giác, đưa Trường Cầm đi ngao du thưởng ngoạn phong cảnh núi sông. Tuy nhiên nguyện vọng chưa được thực hiện, Trường Cầm đã bị Trúc Dung gọi về thiên đình. Mấy trăm năm sau, Kiên Du gây ra đại họa, trốn vào trong Bất Chu Sơn. Thiên giới phái thái tử Trường Cầm và chúng tiên hạ giới truy bắt. Trường Cầm nhận ra bằng hữu năm xưa ra tay nương tình, nên phạm phải đại họa tày trời, khiến cho trụ trời Bất Chu Sơn sụp đổ, trời đất suýt gặp nạn kiếp diệt vong. Kiên Du và Trường Cầm đã bị thiên giới giáng tội, Trường Cầm bị đưa về nguyên hình Phượng Hoàng, giáng xuống trần gian. Hồn tiên Trường Cầm thương nhớ bằng hữu, quyến luyến ở chốn giao sơn, nên bị thợ kiếm đào nhân gian bắt hồn. Thợ kiếm đào mượn hồn tiên của Trường Cầm dẫn ra muôn vàn quán khí tồn tại trong tam giới, ngưng tụ tất cả trong hung kiếm phần tịch. Trường Cầm không cam lòng làm kiếm, một nửa hồn tiên đã giãy giụa thoát thân, trốn khỏi Trung Hoàng Sơn. Phần tịch kiếm từ khi đúc thành đã mang theo luồng sát khí tiêu hủy trời đất, có thể chiếm đoạt tâm trí của người cầm kiếm, khiến người đó rơi vào cảnh giết chóc mãi mãi không thể dừng lại. Lo sợ hung kiếm gây họa cho nhân gian, nữ hoa giam phần tịch vào trong Ô Mông Linh Cốc dưới động Băng Diêm, giao cho các bộ lạc địa phương thay nhau canh giữ. Thời gian như nước cứ vậy trôi qua. Bà, phong ấn nữ hoa nương nương đã được ban ra, sắp tới kỳ hạn rồi. Chẳng những không thể tiếp tục giam giữ được phần tịch, mà khả năng bảo vệ Ô Mông Linh Cốc, chống lại thế lực ngoại giới cũng sắp không còn. Nếu như sứ giả vẫn không tới, còn chỉ đành cầu cứu Tử Dận chân nhân ở Côn Luân Sơn. Hư Ninh, còn cố đợi thêm một ngày, ta sẽ phái Du Hành Phong quản mạch lập tức tới đó. Dương Khê, mẹ đã nói là con không được tự tiện vào đây mà. Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng có đánh con. Chạy chậm thôi, cẩn thận đó con à. Dạ, con biết rồi. Làm cái gì cũng sai hết, lo cho mẹ mới vào thôi. Các ngươi đừng lãng phí sức lực nữa, không có vào được đâu. Hồ Ly, cậu sao vậy? Người biết nói tiếng người sao? Ở đây có cách động vào được hả? Dương Khê, tuyệt đối không được ra khỏi ranh giới của thôn làng. Mẹ đã nói không cho mình ra ngoài, nếu không lại bị la. Cứ đi rồi tính sao?
gia, Thù gia gia, mau dậy đi, có người bắt con. Đừng chạy. Đây là linh thạch Udo, ca ca làm đó, muội thích không? Ừ, muội thích. Nhưng mà ca ca ơi, Quỳnh ra bên ngoài, chừng nào Quỳnh mới quay lại đây vậy? Ca ca làm xong việc sẽ về ngay. Còn linh thạch này á, có thần lực của ca ca, mỗi lần muội cảm nhận được Quỳnh, nó sẽ phát sáng. Cuối cùng ca ca cũng có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, không mừng cho ca ca sao? Thế giới ở bên ngoài có hay tới vậy không? Thế giới ở bên ngoài á, không giống như Udo. Để sau khi Quỳnh làm xong việc rồi sẽ dẫn muội ra ngoài, chịu không? Có thiệt không? Thật chứ. Bà sẽ không cho muội ra ngoài với Quỳnh đâu. Đừng chạy. Súc sinh, tránh ra! Udo Phong Quảng Mạch, bái kiến Hưu Ninh đại nhân. Bà nói người đã đi khỏi Udo từ tháng trước, bây giờ đã trễ hết 3 ngày, có phải trên đường gặp chuyện gì không? Lần đầu tiên tôi đến nhân gian nên không biết đường, phải đi một vòng. Không phải Udo có phép thuật dẫn đường sao? Sao lại đi đường vòng chứ? Tới là tốt rồi. Hưu Ninh à, sư giả lặn lội đường xa tới đây, cứ tạm nghỉ một đêm, ngày mai mới cử hành lễ tế trứng phong sao? Tam Thủy à. Dạ. Đưa Du Hàm vào trong nghỉ ngơi đi. Dạ, đa tạ, mời Du Hàm. Udo sao lại phái một chàng trai trẻ không biết nặng nhẹ tới đây chứ? Nhất định đã đi dạo chơi đâu đó. Chàng trai trẻ này vừa mới ra khỏi Udo nên cảm thấy thích thú với nhân gian cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tế lễ trấn phong không được sơ sót, vẫn phải đi tìm một người thận trọng giúp đỡ mới được. Còn muốn nhờ ai giúp? Cha còn nhớ năm Dân Khê chào đời, có gì kiếm tiền tới viếng thăm Ô Môn Linh Cốc không? Ý con là Tử Dận chân nhân ở Thiên Dung Thành. Đại ca ca, huynh từ đâu tới đây vậy? Phía đông. Người nhà của ta bị bệnh nặng, ta phải vượt qua ngọn núi đi tìm đại phu. Nhưng mà không biết tại sao ta lại đi lạc đường. Nè, để biết cách qua đó không? Chỗ này không có qua được đâu, huynh bắt buộc phải vòng qua sơn cốc. Đúng là càng đi càng sai đường. Bây giờ cũng đã gần tối rồi. Ê, Tiểu Quỳnh đệ, đệ có thể giúp ta một việc được không? Cho ta về nhà đệ ta túc một đêm. Đệ xin lỗi, mẹ đệ không cho người ngoài vào thôn. Ta sẽ tới chào hỏi, không thất lễ đâu. Không phải vậy, đại ca ca, vì thật sự không thể vào trong thôn của đệ, nhất là trong mấy ngày này.
Đệ nói mấy ngày nay không được ra vào, vậy sau này có phải sẽ được vào đó tìm đệ không? Cũng không được. Đại ca ca, thật ra chỗ của đệ thường ngày không ai được vào. Đợi mẹ đệ cũng cố thêm phong ấn, người ngoài càng không thể vào trong. Đi thôi. Đại ca ca, huynh theo con đường này đi xuống là sẽ ra khỏi cốc đó. Được rồi. À phải, đây là một loại pháo hoa ta làm bằng tiêu thạch. Trong lúc ta đi đường dùng nó để đuổi thú dữ. Tặng cho đệ một ít, lần sau nếu gặp phải gấu thì không cần phải sợ nữa. Đa tạ đại ca ca. Đại ca ca, sau này huynh còn tới đây không? Đợi ta lo xong việc, ta sẽ tới đây thăm đệ. Được. Ta đi đây. Tạm biệt đại ca ca. Thả đệ ra. Dây chuyền của Du Trúc. Đệ là con trai của Hưu Ninh đại nhân sao? Đệ có danh tánh, đệ tên Thằng Dân Khê, không phải con trai của Hưu Ninh đại nhân. Ô Mông Linh Cốc, không cho người dân ra ngoài mà. Đệ đúng là to gan, không sợ mẹ đệ giấu quấn đệ sao? Không sợ. Lãnh địa của thôn này hàng ngàn năm đều không có gì, ra ngoài một lần có sao đâu. Huynh là ai vậy? Huynh là người ngoài mà vào được đây hả? À, thôi đệ biết rồi. Huynh từ U Đô tới. Từ U Đô tới hả? Ta cũng có danh tính mà. Ta tên Phong Quảng Mạch. Hả? Phong đại ca, đừng nói cho mẹ đệ biết chuyện đệ ra khỏi cốc có được không? Được chứ. Nhưng mà đệ phải ngồi với ca ca uống rượu trò chuyện. Mẹ đệ không cho đệ uống. Ta sẽ không nói cho mẹ đệ biết đâu. Sao đây? Không muốn hay là không dám gì? Dám sao không? U Đô có vui không? Không vui bằng nhân gian. Đi ra từ chỗ này, đi thêm 10 ngày 10 đêm, có miếu lại có chợ phiên, có sông lớn có thuyền lớn. Ban ngày xanh đỏ tím vàng, ban đêm ánh lửa chiếu sáng, đâu đâu cũng là người, luôn đông vui náo nhiệt. Chiên trống rền vang, uống rượu cờ bạc, còn được ngồi nghe hát kịch nữa chứ. Thì ra ngoài kia vui tới như vậy. Nếu như được ra ngoài, vậy hay biết mấy. Sau khi trấn phong xong, huynh nói với mẹ đệ một tiếng, đưa đệ ra ngoài chơi có được không? Nhưng mà đợi tới lúc đó, ta phải về U Đô rồi. Thì ra huynh bị nhốt trong nhà cả ngày hả? Xem ra chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân mà. Đây. Đã không còn thời gian, phải lập tức trấn phong. Một khi bắt đầu trấn phong thì không thể dừng lại. Ngươi thật sự có thể trấn áp được nó sao? Hữu Ninh đại nhân, tôi là Du Hàm U Đô, tôi nhất định làm hết sức mà. Vậy được, chúng ta bắt đầu trấn phong.
Quảng Mạch, Quảng Mạch, Hư Ninh, đã xảy ra chuyện gì? Chạy mau, 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 chạy mau. Đừng qua đây, chạy mau. Dân Khê, gia gia, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, các người là người xấu, thả ta ra, thả ta ra, Dân Khê. Hạng Thu Ninh, dân làng của ngươi chết hết rồi. Biết không thì phá giải phong ấn, giao phần tịch ra. Nếu không, đừng trách tại sao ta giết con trai ngươi. Thả nó ra. Dân Khê, Dân Khê, giết. Cả tộc Ô Môn Linh Cốc ta đời đời canh giữ kiếm này, quyết không thể để bọn xấu lấy nó. Dừng khi, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể đem phần tịch kiếm đưa vào trong người con, mong sức mạnh của phần tịch có thể giữ được mạng của con. Tình Tuyết, bà ơi, bà, con làm sao vậy hả? Bà ơi, con mơ thấy ác mộng, con thấy ca ca sắp chết rồi, làm sao đây? Ca ca đã bị một bọn xấu giết chết rồi. Đừng sợ, đó chỉ là giấc mơ, không phải là thật. Không phải đâu, cảm giác của Tình Tuyết là thật đó. Bà ơi, người mau đi cứu ca ca đi, nếu không là sẽ không kịp đâu. Tình Tuyết, phong ấn của phần tịch hiện đang có chút thay đổi. Quảng Mạch lại không ở U Đô, không ai làm chủ nên ta không thể đi. Ngoan đi, con về phòng trước, bà sẽ phái người đi thăm dò tình hình của Ô Mông Linh Cốc. Bà
bà ơi, nhảy người cho con đi theo được không? Không được, con còn quá nhỏ. Bà ơi, con cầu xin người mà, người cho con đi theo đi, con rất lo cho ca ca. Không được nói thêm nữa. Tình Tuyết, con là linh nữ trong tương lai, phải biết lấy đại cục U Đô làm trọng. Ngoan đi, về phòng trước. Hả? Đi về ngay. Ca ca, huynh đừng có chuyện gì nha. Ca nói dựa theo địa đồ này thì có thể ra khỏi U Đô. Dương Khê, ráng lên con, sắp tới U Đô rồi. Dương Khê, Dương Khê, Dương Khê. Đây là sát khí của hung kiếm. Sao, sao huynh ấy lại bị thương như vậy? Cô là người của U Đô sao? Tình Tuyết, đứa bé đó bị sát khí phân ly của phần tịch xâm lấn, trên đường tới đây lúc khỏe lúc không, phải mau nghĩ cách giải quyết, nếu không khó giữ được tính mạng. Phần tịch là hung kiếm thời thượng cổ, nhưng nay phong ấn nữ hoa đã bị mất, sát khí xuất ra, sớm muộn sẽ nuốt chửng lý trí của đứa bé, khống chế cơ thể nó, dùng hung kiếm này gây họa cho chúng sinh. Chuyện cấp bách hiện nay chỉ còn cách tập hợp sức lực của U Đô trấn phong phần tịch lần nữa. Xin đem chuyện này giao lại cho chúng tôi. Dám hỏi bà, lúc trấn phong phần tịch, Dân Khê có bị ảnh hưởng không? Thật không dám giấu, phần tịch kiếm với hàng Dân Khê đã nhập thành một. Trong lúc trấn phong phần tịch, chỉ e là đứa bé đó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, người thân của nó bị chết thảm vì phần tịch. Nếu không trấn phong phần tịch, không biết nhân gian sẽ còn bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ phải chết thảm với thanh hung kiếm này. Chân nhân phải biết phần nặng nhẹ. Cả tộc Ô Mông Linh Cốc đã phải hy sinh tính mạng, chỉ còn lại đứa bé vô tội đáng thương này. Huống hồ hung kiếm tuy mạnh, nhưng mà làm sao tạo thành mối nguy hiểm trên người đứa bé 10 tuổi được. Các người muốn trấn phong phật tịch được thôi, nhưng vẫn phải giữ được mạng Dân Khê. Nếu như làm không được, thứ lỗi tôi không thể giao ra. Cho dù có thêm bao nhiêu người chết vì phần tịch, chân nhân cũng sẽ không bận tâm. Tính mạng của một người với tính mạng của vạn người
không có gì khác trong mắt của tôi. Đứa bé đó có quyền được tiếp tục sinh tồn, có quyền được tồn tại, không ai có thể thay thế chính nó. Quyết định sống chết của nó ngài. Nếu như chân nhân đã quyết, vậy mời ngài tạm ở lại đây. Tôi và các trưởng lão sẽ tìm ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Xin hãy tin tưởng lão thân, giao phần tịch kiếm lại cho tôi để nghĩ ra cách ứng phó. Chỗ nào vậy? Chỗ này hả? Chỗ này là thiên hà, từ nhân gian tới đây rồi chảy xuống đất, đi vào biển cả bao la. À. Nè, còn chỗ đó là chỗ nào? Đó là Cao Ly. Muội rất sợ ca ca sẽ xuất hiện ở đó. Ca ca hả? Phải đó, ca ca của muội đã tới Ô Mông Linh Cốc. Dáng của Quỳnh ấy cao lớn như vậy nè, rất là thích cười, có một mái tóc dài. Quỳnh gặp Quỳnh ấy chưa? Chưa từng gặp. Chưa từng gặp hả? Vậy, vậy Quỳnh có nhớ chuyện của Ô Mông Linh Cốc không? Ô Mông Linh Cốc? Hình như Quỳnh đã ngủ một giấc rất là dài. Tới lúc Quỳnh thức dậy, trước là gặp Tử Giận chân nhân, rồi sau đó đã nhìn thấy muội. Hả? Tinh Tuyết, muội chữa bệnh cho Quỳnh bằng cách nào vậy? Muội dùng phép thuật, chỗ đau trên người Quỳnh được giảm đi rất nhiều đó. Bộ tộc của muội được kế thừa thần lực của nữ hoa đại thần, tự có phép thuật đặc biệt của riêng mình, có thể trấn áp sát khí phần tịch trên người của Quỳnh. Sát khí phần tịch? Đó là cái gì? Đó là một thứ rất là xấu, rất là tàn ác. Ca ca cũng vì sát khí phần tịch cho nên mới ra khỏi đây. Tinh Tuyết, muội thật lợi hại. Ca ca của muội chắc chắn càng lợi hại. Quỳnh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Muội không cần lo lắng. Quỳnh lấy cái này làm gì vậy? Một lát nữa muội sẽ biết. Xong rồi. Đây là muội hả? Phải, tặng muội nè. Quỳnh nặng xấu lắm hả? Vậy thì bỏ đi. Không không, muội thích lắm. Có thật không? Muội thích lắm thật hả? Tình Tuyết. Trưởng lão. Dương Khê. Trưởng lão, mau theo ta. Tình Tuyết à, chuyện con lén lút chạy ra khỏi U Đô, bà chưa phạt con, lập tức quay về hối lỗi, không được đi chơi lung tung, hiểu chưa? Giang Khê, Quỳnh đừng có chuyện gì nha. Giang Khê, con bị sát khí của phần tịch kiếm xâm nhập vào người. Lát nữa bà với các trưởng lão ở đây sẽ dẫn sát khí đó ra khỏi người con. Con không cần sợ. Dẫn sát khí ra ngoài? Vậy có phải con không đau nữa không? Hồn của phần tịch. Tổng nữ qua các người đã giam giữ ta hàng ngàn năm nay. Hôm nay ta sẽ giết các người. Giữ vững, trấn áp sát khí trở vào trong. Bà đừng chần chừ nữa,
đứa bé này không còn khả năng sống sót nữa đâu. Bà mau ra tay đi. Bà, đứa bé này đã bị hút hết linh hồn rồi. Mau ra tay đi. U đồ các người không biết giữ chữ tín. Tử Dận, phần tịch kiếm đã tỉnh lại rồi. Nó sẽ càng đáng sợ hơn ta tưởng. Sớm muộn sẽ nuốt chửng hàng Dân Khê. Không được đưa đứa bé đi. Ta đưa Dân Khê tới là để giữ mạng cho nó. Nếu như các người không thể làm được, ta chỉ đành dùng tới cách khác. Cáo từ. Ngài không được đi. Không được để phần tịch rời khỏi U đâu. Chân nhân, đi theo con. Chân nhân, đi ra khỏi chỗ này là thoát rồi. Đa tạ. Dân Khê, tạm biệt. Quynh phải sống tốt nha. Muội sẽ ra ngoài đó tìm Quynh. Tỉnh rồi hả? Quynh là ai? Ta là Lăng Diệt, đệ tử của Tử Dận chân nhân. Tử Dận chân nhân? Tức là người đã cứu đại về đó. Đệ hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi. 7 ngày 7 đêm 7 ngày 7 đêm 7 ngày à. Ê, vết thương vẫn chưa khỏi, đừng có chạy. Nè, chỗ này là chỗ nào? Côn Luân Sơn, Thiên Dung Thành. Đứa bé này từ lúc ra đời đã bị phân tích ảnh hưởng. Nó là vì thanh kiếm này trở thành cô nhi. Ta là cố giao của mẹ cậu bé, bất cứ giá nào cũng phải giữ được mạng của nó. Chủ nhân, được rồi. Đưa nó qua bên đó nghỉ ngơi đi. Dạ sư tôn. Đa tạ trưởng môn chân nhân. À, không cần khách sáo. Tử Dận chân nhân, chúng ta dùng Không Minh Quang Hư Kiếm trấn áp, phong tỏa sát khí trong người, nhưng mà hoàn toàn không ngăn cản được sát khí phần tịch trong người nó. Tới lúc đó, sát khí của phần tịch sẽ ảnh hưởng sự trưởng thành. Giả sử sau này đứa bé càng ngày càng lớn, nhưng mà phong ấn sẽ càng ngày càng yếu, hậu quả khó mà tưởng tượng. Dù chỉ còn một tia hy vọng, ta cũng phải thử. Đứa bé này thật sự quá đáng thương. Tử Dận à, ta biết nỗi đau của ngài, nhưng mà đứa bé này không dám chắc được điều gì. Cho dù chúng ta không giao cho U Đô, nhưng cũng không thể để lại Thiên Dung Thành. Đứa bé này không còn người thân, biết sống ở đâu? Đứa bé này rất có căn cơ. Theo tôi thấy, chi bằng nhận nó làm đệ tử. Lúc ở U Đô, ta đã bị trọng thương rồi. Sắp tới cần phải bế quan dưỡng thương, vì vậy không thể nhận đệ tử. Nếu như ngài không lo được đứa bé này, vậy ngài phải để nó tránh xa sát khí phần tịch. Nếu không làm vậy, linh hồn của thanh hung kiếm này sẽ không tha cho nó. Sau này tương lai đứa bé cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Bà ba cần phải phái người tới Thiên Dung Thành đòi lại phần tích. Nếu không hung kiếm làm hại nhân gian, tộc ta làm sao ăn nói với núi Hoa Đại Thần đây? Các vị trưởng lão chúng ta đều đã bị thương rồi, làm sao đi đòi kiếm? Bây giờ khoan nói tới kiếm tiên tử giận, Thiên Dung Thành có quá nhiều đệ tử, e là muốn bước vào cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc hắn làm gì thì làm? Vậy không ngờ Tử Dận có cách trấn áp được phần tịch. Thật là hay quá đi. Bây giờ Giang Khê được cứu rồi. Giang Khê, ta đành nhờ thôn dân ở dưới núi chăm sóc con, mong con bình an khôn lớn. Đứa bé này giao lại cho hai người, làm phiền hai người. Tiền tôn cứ yên tâm. Tiền tôn yên tâm, chúng tôi nhất định chăm sóc đứa bé này thật tốt. Sư tôn đưa đệ ấy xuống núi mà, sao lại đưa trở về? Nó không thể cách phần tịch quá xa, nếu không khó giữ được tính mạng. Nó biết rõ di sư đưa nó đi khỏi, nhưng sợ ta khó xử, nhẫn nhịn im lặng, không nói tiếng nào. Tâm tính kiên cường như vậy, di sư đâu thể nhẫn tâm bỏ nó không lo. Vậy sư tôn thu nhận đệ ấy sao? Có phải con lại làm phiền người nữa không? Không, do ta không nghĩ chu đáo. Từ nay về sau, con hãy ở lại Thiên Dung Thành. Người không đưa con đi nữa hả? Nếu con chịu bái ta làm sư, chỗ này sẽ là nhà của con. Sư tôn không dễ nhận đệ tử đâu, con không mau khấu đầu trước sư tôn đi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con, con vừa mới chào đời, đang trong mùa đồ tô thảo bắt đầu sinh trưởng. Đồ tô thảo ở Nam Cương phủ cả ngọn núi. Hôm nay bái ta làm sư như được tái sinh. Bắt đầu từ thời khắc này, con tên Bách Lý Đồ Tô. Bách Lý Đồ Tô. Con mang họ Bách Lý, tên của con có nghĩa là giết sạch ma khí, thức tỉnh linh hồn con người. Mong con sẽ không bị sát khí phần tịch khống chế lý trí. Từ nay về sau, chuyện cũ không cần nghĩ tới, cũng không cần nhắc lại. Kể từ lúc này, con chỉ cần nhớ là con tên Bách Lý Đồ Tô. Đồ Tô đã hiểu. Tú tinh khắp trời đối ứng quyệt đạo trên người. Những người tu luyện dùng khí vận hành khắp cơ thể, dùng tâm chỉ khí, dùng khí chỉ kiếm. Sư tôn, tên ấn của sư đệ là gì? Là Trùng Minh Điểu, thú thần trong thượng cổ. Không ngờ Đồ Tô lại có căn cơ như vậy.